Mến chào các bạn, mình là con nhà bước ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Thời gian trước đây mình cũng có thực hiện một số cái mẫu nhà mái Nhật, cũng được rất nhiều bà con mình quan tâm lựa chọn xây dựng, và cũng được rất là nhiều những lời ngợi khen của mọi người, tạo nên một cái điểm mới cho những cái mẫu nhà ở nông thôn. Và ngày hôm nay trong cái video này mình tiếp tục chia sẻ đến mọi người thêm một cái mẫu nhà ba gian mái Nhật nữa để gửi đến mọi người tham khảo. Với những bà con mình khi xây dựng nhà ở những vùng quê nông thôn thì cái lợi thế là mình được xây dựng cái ngôi nhà mình trên một cái mảnh đất rất là trống và rất là rộng. Chính vì vậy mà mình có rất là nhiều những cái phương án để mình lựa chọn. Kèm theo đó khi xây dựng nhà ở vùng quê nông thôn thì không khí rất là trong lành, mát mẻ, kết hợp với vườn cây ao cá và view nhìn thì nó rất là rộng thoáng. Đó chính là lợi thế của bà con mình. Với những gia chủ sở hữu một mảnh đất chuẩn bị xây dựng nhà nó rộng như vậy thì mình có rất là nhiều những cái phương án nhà để mình lựa chọn, như là nhà mái Thái, nhà ba gian, nhà ba gian hai trái, nhà mái Mỹ, nhà mái Bằng, nhà mái Nhật. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái mẫu nhà được đặt để xây dựng ở vùng quê nông thôn với cái chiều rộng mặt tiền là 10m và cái chiều sâu là 14m, gửi đến mọi người tham khảo. Cái mẫu nhà này, cái chiều rộng mặt tiền nó rất là hoành tráng các bạn, vì gia chủ mà mình đang tư vấn sở hữu một cái đô đất nền rất là rộng và cái chiều rộng mặt tiền cũng rất là hoành tráng. Với cái chiều rộng mặt tiền là 10m, đây chính là một cái mẫu nhà mà nó rất là hoành tráng về cái diện tích mặt tiền sử dụng. Với cái chiều rộng mặt tiền này thì mình có rất là nhiều những cái phương án để mình lựa chọn, và cụ thể trong cái mẫu nhà này mình sẽ tư vấn cho gia chủ là mẫu nhà ba gian kết hợp là mái Nhật, nhằm giúp tạo nên một cái diện mạo mới cho những cái mẫu nhà ba gian Nam Bộ xưa, và kèm theo đó là thổi vào một cái luồng gió mới cho những cái mẫu nhà cái chiều rộng và mặt tiền nó hoành tráng như thế này. Đó cũng chính là lý do mà mình chia sẻ cái mẫu nhà này gửi đến mọi người. Mẫu nhà ba gian như mọi người thường hay nhắc đến thì nó là một cái mẫu nhà rất kinh điển truyền thống ở miền quê nông thôn. Ở những cái thập niên 60-70 các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều hình ảnh những cái mẫu nhà này. Tuy nhiên ở cái thời điểm bây giờ thì mình muốn cải tiến cái mẫu nhà này lại thêm một chút nữa, kết hợp nó là phần mái Nhật, tạo nên một cái hiệu ứng và một cái cảm giác rất là mới mẻ cho cái mẫu nhà này. Về cái chiều rộng mặt tiền thì là 10m, chiều sâu là 14m, được thiết kế đầy đủ công năng cho một cái gia đình 3 thế hệ sử dụng, và gia chủ rất là mong muốn đặt để cái công năng thờ trong cái ngôi nhà này. Phần sảnh ở phía trước là rộng 2,5m, một phòng khách, một phòng thờ, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, khu vực bếp, phòng ăn và một phòng sinh hoạt chung. Có thể nói là công năng bên trong nó rất là đầy đủ và rộng thoáng cho một cái gia đình 3 thế hệ sử dụng. Các bạn đã biết đến cái mẫu nhà ba gian thì nó kết hợp là hai mái phải không các bạn? Nhưng mà trong cái mẫu nhà này mình muốn tạo nên một cái điểm nhấn và một cái điểm mới thì mình sẽ tiến hành thiết kế đó, đó chính là nhà mái Nhật, hay còn gọi là nhà muối tỏi các bạn. Vì cái điểm nhấn ở cái mẫu nhà này chính là cái phần mái Nhật rất là gọn gàng, tinh tế, và những cái nếp gấp ở cái phần mái này nó sẽ tạo nên một cái hình khối rất là đẹp, thu hút ánh nhìn của nhiều người. Và đây cũng chính là một cái điểm nhấn và một cái điểm mới mà mình muốn đặt để cho cái ngôi nhà này. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà ba gian mái Nhật này nha các bạn. Về cái phần sảnh phía trước thì là cái mặt lòi rộng 2,5m, chiều cao nền đó thì được thiết kế là 5 bậc tam cấp, tổng chiều cao nền là 750. Vì cái mặt tiền của cái ngôi nhà này nó khá là rộng, chính vì vậy mà cái chiều cao nền nó cần phải cao, giúp cho ngôi nhà này nó trở nên cân đối hơn. Và kèm theo đó mẫu nhà này được xây dựng đặt để ở cái vùng quê nông thôn. Về bậc tam cấp nó sẽ tạo nên một cái điểm nhấn rất là hoành tráng cho cái mặt tiền cái ngôi nhà này. Tam cấp sẽ được thiết kế là tam cấp dòng hình chữ U nha các bạn. Phần thân nhà thì cao 3,6m, về phần cái mái nhà thì cao 3m, được chia ra làm hai cái cấp mái Nhật. Cấp mái thứ nhất là tại cái vị trí phần sảnh, cấp mái thứ nhì là cấp mái tổng từ cái phần sảnh này trở ra phía sau, tạo nên một cái hình khối và một cái nếp gấp rất gọn gàng, tinh tế cho cái mẫu nhà này. Mẫu nhà mái Nhật hay là cái mẫu nhà hai mái ba gian thì được thiết kế là lợp ngói thì nó sẽ là đúng chất nhất.
Nhưng mà vì gia chủ mà mình đang tư vấn, kinh phí cũng giới hạn, chính vì vậy mà mình sẽ thiết kế cái phương án là lợp tôn giả ngói. Điểm nhấn tiếp theo ở cái mẫu nhà mái Nhật này là cái phần dè mái được bao quanh xung quanh rộng là 5 tấc nha các bạn, tạo nên một cái vẻ bề thế và một cái vẻ rất là rộng rãi ở cái phần mái này. Đây cũng chính là một cái điểm nhấn tiếp theo mà cái mẫu nhà mái Nhật mang lại. Mẫu nhà mái Nhật thì có một cái điểm khác biệt so với cái mẫu nhà mái Thái hay cái mẫu nhà hai mái là ở cái phần mái thì cái chi tiết, cái trang trí nó được tiết chế rất là nhiều. Và cái phần mái này chủ yếu là nó tạo nên cái hình khối bởi những cái nếp gấp mà thôi. Nó khác biệt so với cái mẫu nhà mái Thái được trang trí rất là công phu và tỉ mỉ. Thì phần vật liệu gạch nền thì mình sẽ chọn cho gia chủ là gạch 80x80. Ở thời điểm bây giờ thì gạch 80 nó rất là nhiều những cái công nghệ mới và giúp cho ngôi nhà mình nó không có bị lỗi thời. Phần cửa thì mình sẽ chọn là cửa nhôm Sinfa màu trắng. Tuy nhiên ở phần cửa nhôm này mình cũng có thể linh động điều chỉnh thành cửa nhôm màu ghi hoặc là màu giả gỗ thì nó cũng rất là phù hợp. Gia chủ mà mình đang tư vấn thì rất là mong muốn ngôi nhà của mình sau đó nó càng sáng thì càng tốt. Chính vì vậy mà mình sẽ tiến hành phối màu trắng làm nền. Và cái màu nhấn ở lúc này đó chính là màu ghi xanh. Kèm theo đó là cái điểm nhấn ở cái phần tôn giả ngói là màu xanh tím của hoa đậu biếc. Và tổng thể cái ngôi nhà này là mình sẽ tiến hành phối 3 màu. Tiền thì cũng được thiết kế rất là đơn giản, gột thì sẽ được thiết kế là gột vuông 350 kẻ chỉ âm. Cái phần phía bên trái và phía bên phải là hai cái gian nhà thì sẽ được thiết kế là hai cái công đăng, một bên trái là phòng thờ, còn bên phải là cái phòng khách và phòng sinh hoạt chung. Mặt tiền thì sẽ được thiết kế hai cái bồn hoa nhỏ xinh giúp tạo nên một cái điểm nhấn và một cái mảng xanh cho cái ngôi nhà này. Giúp cho ngôi nhà này nó trở nên mát mẻ và nó trở nên sinh động hơn. Thì phần trần cái thời điểm bây giờ thì mình sẽ tư vấn cho gia chủ là đóng trần thạch cao dự cấp ở toàn bộ khu vực cái công năng cho cái ngôi nhà này. Riêng tại cái vị trí phần sảnh thì sẽ được đúc bê tông rồi sau đó là đập tôn nha các bạn. Vì cái phần sảnh thì mình đúc bê tông thì nó sẽ giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên cứng cáp hơn là so với cái phương án là đóng trần thạch cao. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình cũng rất là quan tâm là về cái phần cái giá hoàn thiện của cái mẫu nhà ba gian mái Nhật này là bao nhiêu thì được chia cái làm hai phần. Phần thứ nhất là hiện đang nhân công đã sẽ dao động từ 1,2 triệu trở lên 1m2. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà này, tổng diện tích xây dựng là 140m2 và mình tạm tính cái chi phí hoàn thiện cho gia chủ trong trường hợp mà nhà này lập tôn là 4,5 triệu. Như vậy tổng cái chi phí của cái ngôi nhà này là 630 triệu. Chưa tính cái chi phí cổng sân và hàng rào nha các bạn. Tuy nhiên cái giá bên mình đưa ra thì nó mang cái tính chất tham khảo, nó còn tùy thuộc vào địa phương nơi xây dựng ngôi nhà này, cái cách mình sử dụng vật liệu và cái cách mình trang trí, và cái giá thành ngôi nhà này nó có thể là dao động. Tuy nhiên còn kèm theo là tại cái thời điểm mình xây dựng cái ngôi nhà này nữa, mà cái giá thành ở mỗi nơi nó sẽ khác nhau. Chính vì vậy mà làm cho cái ngôi nhà này cái giá thành nó có dao động. Xây dựng được một cái mẫu nhà ba gian mái Nhật có thể nói là tạo nên một cái điểm nhấn, một cái điểm sáng ở địa phương nơi ngôi nhà này xây dựng, có thể nói là tạo nên một cái điểm khác biệt không trộn lẫn vào đâu được khi lựa chọn cái mẫu nhà mái Nhật này xây dựng. Sẽ là hứa hẹn rằng sẽ là tạo nên một cái điểm nhấn rất là thú vị khi ngôi nhà này xây dựng xong. Xây dựng được một cái ngôi nhà hoành tráng về cái diện tích mặt tiền như thế này, đó là một cái niềm mơ ước rất là lớn của bà con mình ở nông thôn. Có thể nói là mơ ước cả cuộc đời xây dựng được một ngôi nhà như thế này. Vì đây là cái mẫu nhà mái Nhật, chính vì vậy mà cái điểm nhấn ở cái phần mái nó không có nhiều, phải không các bạn? Điểm nhấn nó sẽ đến từ cái phần thân nhà, kèm theo đó là cái cách bố trí và cái cách mà trang trí. Rất là đơn giản và tinh tế, không có quá nhiều những cái chi tiết cái trang trí cầu kỳ phức tạp, nhưng mà nó vẫn tạo nên một cái điểm nhấn, một cái điểm mới mẻ ở những cái điểm phá cách cho cái ngôi nhà này. Đó chính là toàn bộ cái cảm nhận của mình sau khi thiết kế xong cái mẫu nhà mái Nhật ba gian ở nông thôn này. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà ba gian mái Nhật ở vùng quê nông thôn. Và video của mình đến đây đã xin kết thúc. Bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà ba gian mái Nhật này thì xin bình luận để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người.
Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà ba gian mái giật với cái chiều rộng mặt tiền là 10m và cái chiều sâu là 14m. Tổng diện tích xây dựng là 140m2 và mình chia sẻ trong cái video này nhé.